Xin giới thiệu với các bạn, đây là động cơ vành 17 72V 2000W này. Lắp được tất cả các loại lốp từ 110 cho đến 140. Xe Winner, Exciter, thứ là xe vành 17 đều lắp được. Tốc độ tối đa là 75 km/h, 2000W nhé. Đấy. Đây, bản dày này. Hàng QS Motor nhé, hàng chuyên thương hiệu. Vành đúc, có thể sử dụng lốp không răm hoặc có răm. Xin giới thiệu với các bạn, đây là động cơ vành 17 72V 2000W này. Lắp được tất cả các loại lốp từ 110 cho đến 140. Xe Winner, Exciter, thứ là xe vành 17 đều lắp được. Tốc độ tối đa là 75 km/h, 2000W nhé. Đấy. Đây, bản dày này. Hàng QS Motor nhé, hàng chuyên thương hiệu. Vành đúc, có thể sử dụng lốp không răm hoặc có răm.